Chào bạn, mình đã copy 4 cuốn sách mà bạn gửi vào hai dòng máy là Livebook P6 có kích thước là 6 inch và Livebook Max có kích thước là 7,8 inch. Thì mỗi dòng này nó đều có những ưu điểm nhược điểm của nó. Ví dụ như dòng P6 chẳng hạn thì kích thước màn hình nhỏ hơn thì bạn có thể là cầm nhẹ tay hơn, dễ dàng mang đi cho vào các cái ba lô hay túi sách của mình hơn. Còn cái dòng Livebook Max này thì nó có bộ xử lý mạnh hơn, màn hình lớn hơn. Và tất nhiên là nó sẽ nặng tay hơn và bạn cũng phải cho vào những cái túi lớn hơn để có thể mang đi được. Ok, mình sẽ mở thử bốn bốn sách mà bạn gửi nhé. Với cuốn sách những cái sách kỹ thuật như là cuốn ASP này, thì nếu mà trên trên cái dòng 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 P6 này thì bạn thấy là nó khá là nhỏ, cái chữ nó rất là bé đúng không ạ? Còn trên cái dòng Max này thì bản thân màn hình nó to rồi nên là mình có thể đọc nó khá thoải mái. Đây mình từ đầu nhé. Để MacBook thì đều hỗ trợ với khả năng là bạn có thể là cắt viền này, reflow lại cái trang để nó có thể làm phóng chữ to hơn. Mình thử trên từng cái phiên bản một nhé. Ví dụ như là trên cái P6 này, mình có thể cắt cái viền để nó tiết kiệm cái không gian để đọc được chữ lớn hơn này, nhưng thực ra cũng không được nhiều đâu vì cái tài liệu này của bạn nó cũng khá là gần viền rồi. Okay. Tương tự như ở đây trên mát này, mình sẽ cắt viền nhá. Cái chữ nó cũng có lớn hơn. Ngoài ra ấy, thì máy nó cũng hỗ trợ một tính năng ấy, nó gọi là tính năng sắp xếp lại. Đây mình ấn vào sắp xếp lại này thì nó sẽ đẩy các cái cột, nó sẽ hiển thị ra từng cột một, vì vậy là chữ nó sẽ to hơn rất là nhiều. Tương tự bên này, mình sẽ sắp xếp lại này, đấy thì nó cũng theo 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 từng cái cột một. Thì màn hình của hai cái dòng máy nó khác nhau một chút. Đây là cái dòng mát này, nó có hai cái màu nền, cho hai cái màu ánh sáng của đèn nền nên là mình nhìn nó sẽ có cái màu ấm hơn. Còn cái P6 này thì nó chỉ có màu lạnh thôi, vì vậy là nhìn nó sẽ hơi nó sẽ màu trắng này, nó không không được ấm như cái con mát này. Cái con mát này thì nó có RAM 2GB, vì vậy là tốc độ xử lý nó cũng nhanh hơn khá là nhiều so với 1GB của con P6 này. Thì bạn có thể thấy là nó cũng hơi hơi chậm hơn một tí đúng không ạ? Nó không được 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 nhanh nhanh mà như con mát này. Mình thử mở thử các cuốn sách khác nhé. Bí quyết truyền lửa này, truyền lửa này, cái mình thử sắp xếp lại nó nha, cho chữ nó lớn hơn này. Đây, chữ nó to rất là lớn nào. Và mình có thể là vừa đọc mình tra từ điển cái thứ rất thoải mái. Ví dụ như là mình đọc tiếng Việt mình có thể tra thành tiếng Anh, mà đọc tiếng Anh có thể tra sang tiếng Việt. Ok, mình ví dụ cái cuốn tiếng Anh này đi. Bây giờ mình sẽ tra một cái từ ha. Tra một từ nhé. Khá là tiện lợi nhưng mà thì dòng P6 này có bộ nhớ là 16 GB và cũng hỗ trợ thẻ nhớ lên đến là 128 GB. Dòng mắt này thì có bộ nhớ trong là 32 GB và cũng hỗ trợ thẻ nhớ ngoài lên đến là 128 GB. Cả hai dòng máy này thì bọn mình đều hỗ trợ kho sách Việt, thì mình có thể là vào kho sách đấy để tải sách về, chỉ cần mình có wifi là được. Mình bật wifi lên này. Đây mình sẽ vào một kho sách và mình tải một cuốn sách về cho bạn xem nhé. Ok,
vấn đề Việt Nam hóa rồng này, tải về này, okay. Mà thấy rất nhanh đúng không ạ, gần như không phải chờ đợi gì cả. Mình đọc luôn, đọc mình có thể phóng to chữ này mà nó không bị tràn ra hai bên, nó sẽ sắp xếp lại toàn bộ cuốn sách để cho phù hợp với cỡ chữ mình mong muốn. Đấy, trong lúc đọc mình có thể tra từ điển này. Đấy. Có thể bôi đen để đánh dấu này, ghi chú này, viết ghi chú này, đánh dấu gạch chân này, như vậy. Và tất cả những ghi chú đánh dấu của mình ấy, sau này nó sẽ được ghi vào một cái phần ở bên ngoài này, ghi chú này. Đây, bạn thấy đây, nó đã có một cái đánh dấu ghi chú ở cuốn sách rồi đây. Mình có thể ấn vào đây để mở lại nó luôn. Đây, xem đây, đúng không? Rất là tiện lợi. Cảm ơn bạn đã quan tâm nhé.